hỗ trợ chúng ta là giảm thâm này, nhất là những cái vết thâm mụn mới hình thành này, hoặc là chị em nào đó có tình trạng tàn nhang hoặc là nám mới khởi phát. Chị em đã peel da bằng Neostrata nhưng cảm thấy rằng da mình không hề có tiến triển, hoặc là chị em đang tham khảo và chuẩn bị peel da bằng Neostrata thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Hương sẽ chia sẻ đến chị em đầu tiên là tác dụng thực sự của sản phẩm này trên da của mình. Cái thứ hai là da của chúng ta sẽ trải qua những cái quy trình, những cái biến đổi như thế nào khi mà chúng ta peel bằng Neostrata này. Và tiếp theo chính là 4 sai lầm thường gặp khi chị em sử dụng sản phẩm peel của Neostrata này, nó khiến cho da của chúng ta không hề có tiến triển. Cố gắng là ở lại đến phần cuối của video chị em nha. Rồi và chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên là tác dụng thực sự của sản phẩm peel Neostrata này là gì. Bởi vì Hương thấy rằng có quá nhiều chị em than vãn rằng chị đã peel cái sản phẩm này, thậm chí là mình peel lần thứ 3, lần thứ 4 rồi, nhưng mà da chị không hề có tiến triển và không hề đạt được những cái tác dụng của cái sản phẩm như quảng cáo đem lại. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shot tại kênh YouTube này bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Rồi ở đây thì Hương sẽ show ra cái màn hình là những cái tác dụng mà cái sản phẩm peel của Neostrata này mà những cái người bán hàng quảng cáo đến chị em nhé. Chị em có thể nghe Hương đọc này, và đọc ở trên này nha. Rồi tác dụng đầu tiên là sản phẩm có chứa 3% retinol peel. Thì retinol là dẫn xuất của vitamin A, là một thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm có mục đích tác động đến các tế bào da bị hư hại này, để tái tạo, tăng sinh collagen, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa như là nếp nhăn này, trị thâm nám này, tàn nhang này, thu nhỏ lỗ chân lông này, hạn chế hình thành của các yếu tố gây mụn. Tức là cái sản phẩm này thực sự thần thánh đúng không? Nó có thể giúp chúng ta là thứ nhất là làm da chúng ta căng này, mịn này, thứ hai là có thể là đẩy lùi dấu hiệu lão hóa như các nếp nhăn này, thậm chí là trị được nám này, trị được tàn nhang này. Thì có rất nhiều chị em sau khi dùng thì than vãn rằng là tình trạng nám, tình trạng tàn nhang của chị vẫn nguyên, và da chị không hề có tăng sinh collagen, không thấy da của chị trẻ hơn hay là căng bóng hơn gì cả. Thì thực ra chị em biết rằng là cái retinol này bình thường mình đang dùng, mình bôi trên da, có thể mình đang dùng với nồng độ là 0.5 hoặc là 1% đúng không? Thì tác dụng của dẫn xuất vitamin A này là giúp da của chúng ta tăng tốc đổi mới tế bào này. Khi mà da chúng ta tăng tốc đổi mới tế bào đúng không? Thì từ đó sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị mụn, sẽ làm da chúng ta nó mịn hơn. Và cái thứ hai cũng có thể là hỗ trợ chúng ta tăng sinh collagen. Tuy nhiên ấy, cái peel này nó là nồng độ 3%, do vậy nó sẽ thẩm thấu được vào sâu trong da chúng ta hơn một xíu thôi. Tức là đâu đó khoảng tầm là 3 đến 5 hoặc là hơn một chút ở những hàng tế bào, chứ nó không thể nào mà thẩm thấu được tận sâu tít ở dưới da chúng ta để làm tác động vào cấu trúc collagen được. Do vậy nếu như làn da chúng ta mà có lão hóa, có chảy xệ rồi, có các nếp nhăn rồi, mà dùng sản phẩm peel này mà da chúng ta hết nhăn thì thực sự đó là điều không tưởng chị em ạ. Còn về việc là thu nhỏ lỗ chân lông ấy, thì chị em hiểu rằng là lỗ chân lông của chúng ta nó không thể nào thu nhỏ và nhẵn thín như là da em bé được. Và có nghĩa là những chị em nào đó mà trong cái lỗ chân lông của chúng ta nó có bít tắc đúng không? Có thể là sợi bã nhờn này, hoặc là các bụi bẩn này, hoặc là tế bào chết, thì sản phẩm peel này nó sẽ hỗ trợ làm sạch những cái bít tắc trong lỗ chân lông. Từ đó chúng ta cảm giác rằng lỗ chân lông của chúng ta nó nhỏ hơn và mịn hơn, chứ nó không thể nào mà thu nhỏ nhẵn thín lỗ chân lông được. Và nhất là trên làn da của chị em chúng ta thì có thể xuất hiện những cái sẹo đáy nhọn ấy mà chị em mình nhầm tưởng là lỗ chân lông. Đó, do vậy cái sản phẩm này có tác dụng, Hưng nói lại nhá. Đầu tiên có thể hỗ trợ chúng ta trong việc tăng sinh collagen, làm da của chúng ta nó căng hơn một chút này. Thứ hai có thể là làm mịn da và làm da chúng ta tăng tốc đổi mới tế bào, từ đó sẽ giảm nguy cơ hình thành mụn. Và tiếp theo là hỗ trợ chúng ta trong việc là thu nhỏ lỗ chân lông, và cũng có thể là do tăng tốc đổi mới tế bào này. Do vậy có thể hỗ trợ chúng ta là những cái vết thâm trên bề mặt như là thâm mụn này, hoặc là làm da chúng ta nó sáng lên một chút thôi, chứ không thể nào mà hỗ trợ chúng ta hoặc là điều trị được nám hoặc tàn nhang một cách dứt điểm được chị em nha. Rồi tiếp theo là công dụng này, trong này sẽ có 4% neocitriate này và 0,1% aminophen này. Đây là thành phần được cấp bằng sáng chế thuộc Neostrata, cải thiện các vấn đề lão hóa nhờ sự tăng cường nuôi dưỡng và tái tạo làn da không ngừng, làm đầy các rãnh nhăn này, khôi phục làn da chảy xệ, tăng sinh cái HA, cấp ẩm cho da từ bên trong. Thì như đã chia sẻ ở trên đúng không? Nó có thể hỗ trợ chúng ta là trẻ hóa da một chút thôi, chứ còn việc là như là ở đây ghi là làm đầy rãnh nhăn này, hoặc là khôi phục làn da chảy xệ, thương nghĩ đó là điều rất là khó. Bởi vì nhất là những cái rãnh nhăn ở cái vùng khóe cười này, kể cả chị em mình có tiêm cái filler vào, hoặc là tác dụng của chúng ta là xâm lấn ấy, thì nó cũng đã rất là khó để làm đầy rồi. Mà đây chỉ là một sản phẩm bôi ngoài da để peel thôi.
thì nó chỉ là tác dụng hỗ trợ chúng ta trong việc làm trẻ hóa da thôi chị em nha. Rồi tiếp theo là cái thành phần bisabolol, thì trong này sẽ ghi là một loại dầu có nguồn gốc từ hoa cúc Đức này, có tác dụng chữa lành, phục hồi vết thương làn da đáng kể này, giảm kích ứng này. Đó, và cái bisabolol này được xác định có khả năng là chống vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng cho da. Cái điểm này thì Hương công nhận, bởi vì Hương thấy rằng là khi chị em mình peel da bằng Neostatin ấy thì hầu như rất ít chị em mình gặp phải tình trạng là da kích ứng. Và thường những làn da của chúng ta ấy, nó sẽ se cồi lại các mụn rất là nhanh, và hầu như là khả năng bong chóc hoặc là đỏ rát trên da nó rất là ít. Thành phần tiếp theo ở đây ghi là vitamin E này. Thì vitamin E là một chất chống oxy hóa hiệu quả, giúp làm chậm các quá trình gây tổn thương tế bào, chống lại các gốc tự do gây lão hóa cho da. Thì ở đây cái vitamin E, Hương thấy rằng là khi mình thêm vào ấy, mà bôi trên da này, nhất là những làn da mà dầu mụn như của Hương ấy, mà ví dụ mình bôi buổi tối xong mà mình không có nằm trong phòng điều hòa, thì thực sự ấy, da của mình cứ bóng bóng dầu dầu. Nó là một cực hình cho em ạ. Tuy nhiên ấy, khi thêm thành phần vitamin E vào thì đúng là nó có khả năng là nuôi dưỡng da thêm, làm mềm mịn da hơn. Và nhất là chị em nào đó nhá, da thường hoặc da khô đang thiếu ẩm này, mình peel có thể thêm ấy, thì hầu như là nó sẽ cung cấp thêm dưỡng chất cho mình và làm da của mình mềm hơn và căng bóng hơn. Thì cái điều này là điều mà Hương hoàn toàn đồng ý nha. Rồi vậy thì so sánh với những cái điều mà Hương vừa chia sẻ và đánh giá ở trên, chúng ta sẽ tổng kết lại về tác dụng thực sự của em Peel Neostatin này nhé. Thì đầu tiên chính là tăng tốc đổi mới tế bào. Do vậy thì sẽ làm hỗ trợ chúng ta là giảm thâm này, nhất là những cái vết thâm mụn mới hình thành này, hoặc là chị em nào đó có tình trạng tàn nhang ấy, hoặc là nám mới khởi phát, nhưng mà tình trạng là ở trên cái nông bề mặt nhá. Còn nếu như mà nám mà rất là nhiều này, nám mảng này, hoặc là tàn nhang lâu năm rồi ấy, thì thực sự rất là khó. Và nó sẽ làm da của chúng ta nó sáng hơn. Ví dụ tình trạng da của Hương đây này, khi peel da cảm giác rằng da sẽ nâng tông và sáng hơn. Chứ còn để trắng này, để căng mịn thì đó thực sự là điều rất là khó. Cái phần tiếp theo là sau khi da chúng ta được tăng tốc đổi mới tế bào này và bạt sừng thêm đúng không, thì da lỗ chân lông của chúng ta nó sẽ thông thoáng hơn. Từ đó thứ nhất là giảm tình trạng mụn này, thứ hai sẽ làm da của chúng ta nó mịn hơn và cảm giác rằng lỗ chân lông chúng ta thu nhỏ hơn và da chúng ta đều màu hơn. Và khi chúng ta peel da bằng Neostatin này cũng sẽ rất phù hợp với tình trạng da nào mà dày sừng ấy. Có nghĩa là khi các chị em mà bôi sản phẩm ấy, những các làn da dày sừng nhiều ấy, thì thường các sản phẩm sẽ thẩm thấu vào da rất là ít. Thì sau đó chúng ta peel như thế này, chúng ta bôi sản phẩm vào thì da của chúng ta thẩm thấu sản phẩm được nhiều hơn, và sau này chúng ta chăm da ấy, tác dụng sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên hãy lưu ý rằng là cái sản phẩm peel của Neostatin này ấy, thì sẽ chỉ phù hợp cho bạn nào đó mà tình trạng da không gặp phải tình trạng kích ứng nhá. Và những bạn này đã trải qua các quá trình dùng các sản phẩm treatment rồi, ví dụ đã quen dùng với AHA, BHA, retinol hay tretinoin rồi. Còn nếu như chúng ta mới bước chân vào dùng nhá, thì cũng chưa nên dùng sản phẩm này ngay, vì có thể các bạn sẽ gặp phải tình trạng kích ứng. Và phần tiếp theo chính là cái quá trình làn da chúng ta sẽ trải qua những cái tuần tự như thế nào. Thì thường chúng ta sẽ trải qua cái sự biến đổi làn da trong vòng khoảng 7 ngày. Như trên đây là tình trạng da của Hương này. Thì khoảng tầm 2 đến 3 ngày đầu tiên, chúng ta sẽ không cảm giác rằng da chúng ta có vấn đề gì, vẫn như bình thường. Và thường là da chúng ta nó sẽ xuống tông, sạm và xỉn màu một chút nhá. Đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 này thì thường da chúng ta sẽ bong nhẹ một lớp mỏng thôi, hoặc có thể có những làn da nó không bong. Và lúc này thì khi bôi dưỡng ẩm này hoặc là bôi kem chống nắng này thì một số bạn sẽ gặp phải tình trạng là nó hơi rát và hơi châm chích một chút. Và sau đó là ngày thứ 6, thứ 7 này thì da của chúng ta bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, tức là không rát nữa. Và sau đó thì khi chúng ta bôi tiếp các hoạt chất vào thì da chúng ta nó sẽ tiến triển. Và đây là cái làn da của Hương trong khoảng tầm chục ngày này, thì da nó khỏe hơn, sáng hơn và cảm giác căng bóng hơn rất là nhiều. Rồi và phần tiếp theo đó chính là những cái sai lầm, 4 sai lầm thường gặp khi chúng ta peel da bằng Neostatin này. Tuy nhiên là video này đã quá là dài rồi, vì vậy Hương xin phép rằng Hương sẽ để cái 4 sai lầm này sang cái video tiếp theo nhé. Và chị em hãy để lại like, comment, chia sẻ giúp Hương để chúng ta cùng đón chờ video tiếp theo của Hương. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.